Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với One Kết News số phát sóng thứ 29. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật đến các bạn những thông tin update mới nhất về phần mềm và những chính sách thay đổi trong thời gian tới. Nào, cùng mình bắt đầu nha! Mở đầu bản tin ngày hôm nay, One Kết Việt Nam sẽ giới thiệu cho các bạn những ứng dụng phổ biến được sử dụng ở những giai đoạn khác nhau của dự án mà một khách hàng sử dụng nền tảng Autodesk Construction Cloud nên sở hữu nha. Đầu tiên, đó là ứng dụng lập kế hoạch thiết kế với công nghệ thực tế ảo VR. Cùng mình điểm qua một số ứng dụng như sau. Ứng dụng thứ nhất, Resolve. Với sự tích hợp của Resolve, các nhóm thiết kế có thể xem xét các mô hình được lưu trữ trên Autodesk trong VR và người dùng có thể để lại nhận xét trong VR bằng tính năng chuyển lời nói thành văn bản, đưa các tài liệu 2D quan trọng để xác thực mô hình và mở các dự án BIM lớn trên các thiết bị VR độc lập. Ứng dụng thứ hai, The Wheel. The Wheel là một nền tảng cộng tác phong phú hỗ trợ cho BIM 360 và Autodesk Build. Các thành viên trong nhóm có thể tổ chức các cuộc họp bên trong các mô hình dự án 3D bất kỳ lúc nào thông qua máy tính để bàn, sử dụng VR hoặc sử dụng AR. Thứ hai là ứng dụng kiểm tra công trường với công nghệ chụp ảnh 3D. Đầu tiên mình sẽ kể đến là EarthCam. Đây là ứng dụng tạo ảnh 360 hoặc chụp ảnh full nhanh. EarthCam giúp hiển thị hình ảnh trực tiếp và đã lưu của vị trí việc làm một cách dễ dàng trong Autodesk. Ứng dụng tiếp theo là HoloBuilder. HoloBuilder kết hợp khả năng chụp ảnh 360 độ với quản lý tài liệu và các vấn đề phát sinh để giúp các nhóm dễ dàng chụp, xem và kiểm soát tiến độ dự án với ảnh 360 độ. Tiếp theo là StructureSign. StructureSign giúp lập tài liệu và theo dõi tiến độ của công việc tại công trường, tự động sắp xếp ảnh và video của bạn theo vị trí và ngày tháng, cung cấp cho bạn bối cảnh cần thiết để bạn dành thời gian giải quyết các vấn đề thay vì tìm kiếm các vấn đề. Ngoài ra, với công nghệ chụp ảnh 3D còn có một nền tảng nữa là OpenSpace mà ở nhiều bản tin trước, One Kết có giới thiệu đến các bạn. Mình sẽ để lại video bên dưới phần mô tả để các bạn tham khảo thêm nha. Ở các bản tin tiếp theo, mình sẽ giới thiệu thêm đến các bạn các ứng dụng về chuyển giao tài liệu mà những người dùng sẽ cần khi sử dụng Autodesk Construction Cloud nhé. Theo thông báo từ Autodesk, hãng đang cập nhật những điểm quan trọng đối với các tính năng phục vụ lập trình gia công trong Fusion 360 và Machining Extension, bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tất cả các tính năng gia công đồng thời 4 và 5 trục trong Fusion 360, bao gồm Swap, đường viền nhiều trục, dòng chảy nhiều trục, nghiêng nhiều trục, sẽ chuyển sang phần Machining Extension. Các điều khiển tương tác để định hướng công cụ trong phần Machining Extension bao gồm độ nghiêng và xoay, căn chỉnh để xem bề mặt bình thường sẽ chuyển sang Fusion 360. Một trong những vấn đề mà nhiều người dùng Inventor gặp phải đó chính là việc thay đổi các tên chi tiết của một file Inventor như file bạc và file assembly sau khi đã lưu và đặt tên cho chi tiết đó. Với Inventor Professional thì một đối tượng sẽ có 3 thuộc tính tên khác nhau. Đầu tiên đó là Display Name, tên hiển thị trong phần mềm của chi tiết. Thứ hai là File Name, tên hiển thị của file trong folder hoặc trong đường dẫn của chi tiết. Thứ ba là Batch Number, tên hiển thị của chi tiết khi xuất bond hoặc backlist trong Inventor. Với 3 định nghĩa tên này, mặc định khi chi tiết được tạo ra cả 3 tên này sẽ đồng nhất với nhau. Nhưng khi người dùng thay đổi thủ công một trong 3 tên thì 2 tên còn lại sẽ không được cập nhật theo. Và đang cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các lỗi khi đổi tên chi tiết của người dùng. Hiểu được vấn đề đó, Autodesk trang bị cho người dùng Inventor công cụ Design Assistant khi cài đặt phần mềm. Với công cụ này sẽ hỗ trợ cho người dùng trong việc đổi tên của các chi tiết của sản phẩm. Khi thay đổi tên với Design Assistant thì cả 3 định dạng tên nêu trên đều sẽ được thay đổi và cập nhật để đồng nhất với nhau, tránh tình trạng lỗi khi mở các thủ chi tiết sau khi đổi tên. Để có thể tìm hiểu thêm về công cụ này, các bạn có thể truy cập bài viết được đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Với mục tiêu cung cấp các giải pháp của Autodesk đến người dùng, vào ngày 12 tháng 3 năm 2022, One Kết Việt Nam sẽ tổ chức buổi webinar với chủ đề Lợi ích của Autodesk Valve Fan Client. Chủ đề này rất phù hợp với các công ty đã triển khai giải pháp Valve Professional. Và khi triển khai Valve Professional thì mới có thể sử dụng được tính năng này. Valve Client làm việc trên nền tảng Cloud. Để có thể truy cập vào dữ liệu tập trung của hệ thống Valve thì người dùng cần phải có tài khoản được cấp quyền và cũng như mạng LAN. Điều đặc biệt là những tài khoản truy cập vào Valve Client sẽ không cần tới bản quyền mà chỉ cần người quản trị tạo và cấp quyền truy cập là được. Do đó, Valve Client sẽ có những giới hạn nhất định. Điều này sẽ phù hợp cho việc kiểm tra, xem xét, đọc dữ liệu nhanh trong quá trình duyệt mà không cần phải cài đặt phần mềm. Để hiểu rõ hơn về Valve Client, mời mọi người đăng ký tham dự webinar lần này theo đường link One Kết đính kèm bên dưới phần mô tả nhé.
Trong buổi webinar sẽ có phần quà tặng ngẫu nhiên dành cho khách hàng tham dự. Ngại gì mà không đăng ký. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo nhé.